Tại thành phố Nam Định, từ đêm qua, mưa lớn diện rộng đã làm cho nhiều khu vực bị ngập sâu trong biển nước, đồng thời là nhiều tuyến phố, khu vực bị cắt điện. Theo đánh giá sơ bộ của chính quyền thành phố, lượng mưa đạt khoảng 300-400mm trong đêm ngày 9 tháng 9. Các trạm bơm Quán Chuột, Kênh Gia ở tỉnh Nam Định đã hoạt động hết công suất để cố gắng tiêu nước. Tuy nhiên, do chiều cường, nước lũ ngoài sông dâng cao khiến cho việc bơm thoát nước gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở các huyện thuộc tỉnh Nam Định cũng ghi nhận mưa to, làm khoảng 5.000 ha lúa bị ảnh hưởng do mưa bão số 3, nay chịu thêm úng ngập do mưa lớn, thiệt hại chưa thể đánh giá cụ thể.